Hello, thân mến chào các bạn. Hôm nay Peter có một cái món đồ mới gửi từ VNH về. Và nó về thì thật sự thì về tới nhà khoảng chừng 2 tiếng rồi. Nhưng mà Hưng đang đợi một người bạn thân của Hưng ra uống ly cà phê với nhau. Và đồng thời đập hộp cái máy này và chia sẻ với các bạn những cái thông số của cái máy này, với lại một số cái cảm nghĩ và cái lý do tại sao Hưng chọn cái máy này. Ok, thì cái bên Hưng đây là anh Sĩ. Anh Sĩ là một trong những người đứng đầu của hội PSCVN ở bên Mỹ này. Thì nếu mà các bạn nào mà qua Mỹ mà hỏi tới hội nhiếp ảnh mà khá lớn ở Southern California thì hầu như là ai cũng biết tới cái hội PSCVN. Thì Sĩ là một người đứng đầu trong đó, và Sĩ với Hưng đã quen, Peter đã quen nhau từ cũng phải 15 năm nay chưa? Đúng rồi. Từ năm 2000 tới bây giờ, thì Peter về Việt Nam sinh sống làm ăn một thời gian thì cũng không có chơi trong hội nhiều. Nhưng mà bây giờ về lại đây thì có một thêm chút thời giờ thì sẽ trở lại với hội và chơi, vì trong hội cũng là anh em quen thuộc với nhau. Thì Sĩ chào các bạn trong video một chút đi. Nói một... Sĩ thì rất là khiêm nhường cho nên không có nói lớn như là Peter. Ngày hôm nay á, trên cái máy quay Sony A7 á, Peter đã cắm một cái Bluetooth wireless microphone để mà thâu và thực hiện những cái video. Thì các bạn nào chưa coi cái video mà Peter chia sẻ về cái này thì lên YouTube coi đi. Cái này hay lắm, mà cái giá nó rất là rẻ mà âm thanh rất là hay. Ok, Sĩ giới thiệu một chút xíu về Sĩ và hội. Sĩ không biết nói gì, chỉ chào tất cả các bạn. Nhân dịp Mạnh Hưng mua cái máy Sony này, AX10 Mark II này, thì Sĩ cũng rất là thích thú. Và tại vì hai người tụi Sĩ đều cùng một ý tưởng về vấn đề những cái máy mà nó nhỏ mà nó có vỏ này, vừa gọn nhẹ mà vừa làm được nhiều thứ. Dĩ nhiên là mình biết là nó là chỉ có một cái sensor, nhưng mà Sĩ cũng đang look forward để coi cái máy này how nó work it out. Bữa nay thì hàng của Hưng về, thành ra cũng exciting lợi. Ủa hồi nãy thấy Sĩ cầm cái máy kia đâu? Cái máy kia để trong xe rồi. Nữa thì mình lát nữa không, lát nữa Sĩ sẽ cầm cái máy vô để mà so sánh với cái máy này, so sánh về hình thức và kích thước thôi. Còn những cái ngày tới Hưng sẽ làm những cái video đặc biệt là chia sẻ cái sự là so sánh. Thì cái máy mà Sĩ hiện bây giờ đang có dùng á là cái Panasonic 1000. Thì cái đó cũng là một cái competition của cái máy này. Nhưng mà thôi, ngày hôm nay mình không có nói về cái máy đó, mình chỉ có nói về cái máy này và chia sẻ với các bạn một số cái hay của cái máy này. Thì bây giờ đây là cái hộp mà Peter mới nhận về, mới nhận sáng nay ha. Thì như các bạn biết đó, đây là cái Sony RX10. Nhưng mà cái này là version 2, mình cứ gọi nó là Mark 2 đi. Thì cái máy này nó có nhiều cái chức năng hay, và Hưng cũng đặt mua nó, và nó về ngày hôm nay. Thì bây giờ mình mở ra cho các bạn coi trong này nó là cái gì nha. Ok. Đặc biệt ở bên Mỹ á, khi mình mua cái món hàng về á, nó không có dán cái tem giống như Việt Nam mình dán cái con tem đây nè. Nhưng mình phải lấy cái dao lam mình cắt. Nhưng mà cái tất cả những cái máy bên Mỹ mua về nó không bao giờ nó dán. Ok, nó không có dán con tem, cho nên mình cứ vậy mình mở ra, không cần phải đem dao lam theo. Ok, thì trong cái hộp thì lúc nào nó cũng gửi cho mình một số những cái tài liệu như vậy, sách vở và cái cách chụp ha. Và trong này nó có một số những cái quảng cáo để mà nó câu chúng ta, cho chúng ta nhìn, chúng ta thèm, thấy không? Mình thèm cái mình mua thêm. Ví dụ như cái tấm giấy này. Cái tấm giấy này thì mình dán lên tường á để mình coi mình có thiếu cái món gì. Thì mình lên mạng á mình mua. Đó, nó marketing rất là hay đúng không? Nhưng mà Peter thì biết hết hàng của nó rồi, cho nên không cần. Như tụi mình không có thằng nào mà mở ra coi mấy cái không sách có, này. Không có thằng nào mở ra coi cái này á, là tại vì mua nhiều quá rồi ha. Hưng cũng mua rất là nhiều đồ. Sĩ này á cũng là một trong những người rất là chịu chơi, máy gì mới là Sĩ cũng mua hết. Sĩ thì xài Canon từ nhiều đời Canon, và Sĩ chụp chim nhiều cho nên Sĩ có một cái dàn Canon và những cái ống kính rất là to.
và bây giờ Sĩ cũng có một cái máy Sony, thì Sĩ cũng hiểu biết về máy móc nhiều. Ok, thì ngày càng cần nhẹ đi, tương lai là Sony là cái lựa chọn. Đúng rồi, bây giờ hỏi Sĩ chứ anh em mình đang vô cái giai đoạn là tuổi cao rồi, đúng không? Tay chân đâu có còn khỏe như là 15-20 năm trước nữa. Cho nên bây giờ cái gì mà nó nhỏ, nó gọn, nó nhẹ mà vẫn làm việc chất lượng cao thì tội gì mình phải vác những cái máy lớn. Hưng bán hết tất cả những cái máy Canon hơn 4 năm trước rồi. Ok, tại vì mình không có nô lệ với cái máy gì chi, mình chụp hình mà, mình muốn enjoy. Ok, thì bây giờ tiếp tục cái này. Đây là cái máy đây ha, Peter lấy ra. Một trong những cái mà Peter nhận thấy là khi mà Peter nhận cái hộp này hôm nay á, lấy ra là Peter bất ngờ lắm. Ủa sao nó nhỏ vậy? Nó nhỏ quá. Nó nhỏ quá. Tại xưa nãy giờ mua toàn máy full frame mà, đúng không Sĩ? Đúng. Cho nên cái hộp nó bự hơn. Cho nên lúc mà mở này ra, ủa sao nó nhỏ vậy? Mình giật mình, nhưng mà mình nghĩ lại là à đúng rồi, tại cái máy này là cái máy nhỏ mà, nó đâu phải là full frame đâu, nó có một inch thôi. Ok. Thì bây giờ đây là cái máy, để lát nữa nói tiếp cái máy để coi cái trong cái hộp này nó cho mình cái gì. Ok, Sony nó cho mình cái dây RX10, nhưng mà nó tiết kiệm, nó lại không làm cái Sony mà RX10 Mark II. Sony nó kỳ cục lắm. Mà trong những cái video trước lúc nào Peter cũng than phiền về cái những cái dây mà Sony nó làm á, rẻ tiền quá. Cái này Peter bỏ lại trong hộp, không có lấy ra xài. Ở nhà lấy mấy cái dây khác xài tốt hơn. Nhìn nó cheap. Đúng không? Cheap quá. Cái máy Sony nó bán mắc tiền mà nó cho cái dây như vậy. Cái này chắc phải kiện Sony đúng không? Đúng rồi. Xài những đồ sẵn có, không cần thêm cộng dây mới, phải mát thêm hai cái mát nữa. Thì nó dùng những cái đồ sẵn có mà nó không cần phải làm thêm cái đỡ tốn tiền. Nó biết móc túi thiên hạ ghê luôn. Có nghĩa là nó in mấy triệu cái này rồi mà nó dùng cho mấy đời máy luôn. Mai mốt nó ra mắt ba nó cũng dùng cái dây này. Dây này nó biết biết không có xài cái này. À, nó biết mình không có xài mấy cái này cho nên nó cứ liệng vô vậy đó cho có đủ bộ. Thấy không? Nhưng mà kỳ quá. Sony nó mình phải kiện lên cái tụi marketing nó làm như vậy là không được. Ok, tiếp tục nó là cái gì? Trong này có cái gì? Nó có cái dây USB, cái dây USB này mình cắm vô cái máy ha và mình có thể charge. Đó. Thì cái này là cái cách mà tụi Sony nó làm sau mấy năm nay á, cái cách mà nó làm mà để mình charge pin nó là theo cái kiểu này. Nó cho mình một cục pin. Cục pin này Sĩ có nhận ra cái cục pin đúng này không? Đúng rồi, giống y chang như cục pin A7. Y chang luôn cục pin A7. Cùng một loại. Y chang cục pin A7, y chang cục pin A6000, tất cả những cái máy Sony mà mirrorless xưa giờ dùng cục pin này. Đúng rồi. Nó không thay đổi. Thì cũng là một trong những cái cách mà nó không cần phải thực hiện nhiều nữa. Đúng rồi, không, nó cứ dùng hoài. À, nhưng mà nó cũng có cái lợi cái là khi mà mua cái máy này, ở nhà Peter đã có 5 cái cục pin này rồi. Đúng, không cần mua thêm. Không cần mua thêm. Và đi chơi á, Hưng đem hai cái máy Sony á là dùng 6 cục giống nhau luôn. Cùng một cái charger, 6 cục giống nhau. Đúng rồi. Cũng tiện lợi hơn. Cũng tiện lợi hơn. Nên phải dụ mình mua Sony tiếp. Cho nên mình đã có 6 cục pin này rồi, cho nên cái máy kế mình mua nữa cũng là Sony. Nhưng và một cái thứ hai nữa là các bạn thấy là Peter đang dùng cái microphone này. Thì cái microphone này dùng cho tất cả máy Sony. Đúng, đúng không? Hôm nay lần đầu tiên Sĩ thấy phải không? Đúng rồi, lần đầu tiên thấy. Chắc mà. Sĩ cũng phải mua thấy, một cái. Chắc chắn là thấy nó gọn nhẹ mà. Rất là gọn nhẹ, không dây gì hết mà nghe rất hay. Ha. Hút áp dễ. Dĩ nhiên là nó không phải là cái loại mà để mình dùng quay phim chất lượng cao, nhưng mà mình làm những cái video này chia sẻ là rất là hay, rất là tiện ha. Rất là nhỏ gọn. Rất là nhỏ gọn, dùng có cục pin nè. Ok, Peter để cái này xuống đây. À, ok, cục pin. Rồi, xong. Không có gì đặc biệt với cục pin này hết. Cục pin này thì như các bạn cũng đã biết rồi, nó không phải là cục pin mạnh là tại vì nó là cục pin nhỏ. Và nó mau hết pin. Nó mau hết pin là tại vì tất cả những cái máy của Sony nó là điện tử, nó như cái computer vậy đó. Trong đó là toàn là cái màn hình với lại cái EVF không thì làm sao mà pin nó trì được. Các bạn đừng có đem cái này ra so sánh với mấy cái máy Canon, Nikon. Nó đâu có điện tử đâu, nó là ống kính quang, nó cũng chẳng có EVF, nó cũng chẳng có màn hình, chẳng có gì hết. Đúng không? Mà cục pin nó bự tổ chảng nữa thì dĩ nhiên nó phải trì hơn. Ok, vấn đề pin này Peter đã nói nhiều trên mấy cái video khác rồi, không muốn lặp lại. Bỏ cục pin này vô đây. Kế tiếp nó cho mình cái cục này là cái cục charger. Nhưng mà cái charger này là cái loại charger mình cắm vô đây rồi mình cắm vô máy.
chứ không phải là cái cục charger rời. Cái cục charger rời mình phải mua. Ok, thì cái máy này nó không cho. Rồi hết, trong cái máy này, trong hộp này hết rồi. Ha, không có gì hết. Có thẻ nhớ gì không? À không, trong cái hộp này nó không có cho mình cái thẻ nhớ. Nó không cho mình cái thẻ nhớ, nhưng Peter có mua cái thẻ nhớ rồi. Các bạn muốn chơi 4K, quay video 4K thì các bạn không thể dùng những cái thẻ các bạn đang có trong ba lô được. Đúng. Mà các bạn phải mua cái thẻ mà nó có ghi cái chữ 4K. 4K. Và nó ghi cái chữ X A B C S 4K. Cái thẻ nó phải mang cái ký hiệu là SDXC. SDXC mới nó mới dùng được. Lý do là tại vì cái thẻ này á nó mới tích hợp với lại cái bộ Beyond X để mà nó thâu video vô mới nhanh được, tại vì cái máy mà Sony này nó quay nhanh quá. Okay. Mà mình nó quay 4K mà mình không có cái thẻ đúng đó, nó mình đút vô mình bật lên mà mình quay 4K nó sẽ báo mình là không, hệ thống nó sẽ biết. Ok, thì Peter có mua cái thẻ này cũng rẻ lắm sĩ. Đúng rồi, cũng không có mắc lắm. Nó 55 đồng, nhưng mà Peter mua có 33 đô. Peter mua một cái trước để mà tối nay Peter quay thử, và những cái ngày tới Peter quay thử, nếu mà chất lượng nó tốt này kia Peter vô mua khoảng chừng 3-4 thẻ nữa. Đúng rồi, có 33 đô. Nó có thể dùng cho máy thường được, tức là dùng cho chụp hình rồi này chơi được. Ồ, dĩ nhiên cái thẻ này dùng cho tất cả mọi thứ được, nhưng cái hay của nó là nó dùng cho 4K. Ngược lại nếu mình dùng những cái thẻ khác á thì mình không dùng được 4K, cho nên nếu mà cái thẻ này tốt á Peter sẽ mua 4 cái thẻ này, còn mấy cái thẻ bình thường kia thì coi như cho nó vào quên lãng luôn. Peter cứ về lụm hết mấy thẻ kia đi cho các bạn nào giơ tay lên sẵn, Peter sẽ dục mấy thẻ đó ra. Đăng ký liền, Peter sẽ đổi qua 4K hết. Các bạn coi video. Có thằng bạn ngồi kế bên. Các bạn coi video các bạn biết là Peter có rất là nhiều thẻ. 32GB nhiều lắm ha. Nhưng mà bây giờ chơi 4K thì chuyển qua cái thẻ này. Ok. Và thứ hai nữa là cái speed của cái thẻ này nó nhanh nữa, cho nên cũng rất là tốt cho những cái máy chụp hình giống như là cái máy mà Peter đang dùng đang quay đây. Ok, nhớ nha, khi các bạn mua cái máy quay 4K các bạn phải dùng cái thẻ như vậy. Mà cái thẻ này nếu mà tính ra cái 3-4 năm trước mình mua chắc phải mắc. Hồi xưa mình mua thẻ có 100 đô á. Cái thẻ đầu tiên sĩ mua đó, 1GB của Lexa đó, hồi mà DSLR nó mới ra với Hưng là 700 đồng. Thì đó, mà có 16S thôi. Thì sĩ đó, còn giữ nó để làm kỷ niệm của con Lexa. Nói gì xa xôi. Đúng, sĩ nói đúng. Tới ngày hôm nay Hưng vẫn còn giữ một cái thẻ mà Hưng mua năm 2002 cho cái máy Canon G1 G1 á. Cái thẻ đó là cái thẻ IBM. 1GB thôi, có 1GB à. Mà Peter trả 350 đô. Đau thốn lắm. Nhưng mà hồi đó chơi liền máu lắm, phải mua, không có mua lấy gì chụp. Nguyên bộ máy 2000 mấy mà cái thẻ 700 mấy. cho nên á, các bạn thấy á, bây giờ mua cái thẻ 35 đồng thì khỏi quá rẻ, khỏi cần phải suy nghĩ nữa. Mà cái thẻ này tới 64GB là 64GB mà quay được 4K. Cho nên ok, Peter sẽ cất cái này vào đây. Rồi bây giờ bỏ cái hộp này qua đi cho nó trống. Ê, sĩ bỏ mấy cái này vô giùm Hưng. Rồi bây giờ mình tới cái vấn đề là đây là cái máy. Ok, phần chính nằm đây đây, cái phần chính nó đây. Ta da da, wow, đẹp quá sĩ. Không, nhìn thấy là phê liền nha. Đẹp ha. Cái cảm nghĩ đầu tiên, cầm nó coi, cầm thử coi, nhẹ. Cái cảm nghĩ nhẹ, rất là nhẹ. Tuy nhiên nhẹ nhưng mà cái body á, là Peter có đọc á, là nó là magnesium, cái body là chống bụi, chống mưa, chống này kia, cho nên khá tốt. Đây là cái nắp của nó. Ok, bỏ này qua một bên, giữ kỹ kỹ đi, nếu mà có cần bán thì nó vẫn còn mới. Không có cần à. Mấy đồ này chỉ mở là ngày dẹp nó luôn. Đúng rồi, đây là cái máy của nó đây. Ok, rất là đẹp. Cái nắp này hơi lạ nha. Cái nắp này cũng rất là hay. Không, nắp này thật sự Peter thích cái nắp này, tại cái nắp này đúng, nó hai ngón tay, cầm vô mở được. Đúng. Khi mà mình gắn cái hút cái hút vô mình bỏ tay vô mình mở dễ. Tức là khi chế có suy nghĩ. Đúng. Có nhiều thằng nó chế không có suy nghĩ, Sony, là Canon là thằng ba chợ. Canon nó chế bấm khó lắm. Đó, hai vô nó đụng hai bên. Đúng rồi, cái thằng Olympus, Nikon với lại mấy thằng khác là lúc nào nó chế cũng dễ lắm, chỉ có Canon là bấm mình bỏ ngón tay vô không được. Đó.
nhưng mà Sony nó làm ok đó, ok ha. Thì giới thiệu cho các bạn sơ sơ về cái máy này. Peter sẽ dùng những cái sau những cái ngày mới, Peter sẽ chụp hình, quay phim và share với các bạn. Lý do Peter mua cái máy này là tại vì Peter có cái máy Galaxy này mà Peter đã dùng 3-4 năm vừa rồi để làm gì biết không? Để quay phim. Cái máy này nó rất là tốt để quay phim, nhưng mà tuần vừa rồi đi ra ngoài biển chơi đụng sao giờ cái zoom nó gãy luôn à. Cho nên cái máy này bây giờ là bỏ thùng rác. Thì bây giờ trong cái giai đoạn mà Peter cần phải mua một cái máy khác để thay thế thì đúng lúc là cái máy này là tuyệt vời. Nó làm được rất là nhiều việc để mà thay thế cái này. Đó là một chuyện. Ok. Thì bắt đầu từ bây giờ trở đi tất cả những cái video mà Peter thực hiện để mà chia sẻ các bạn cách chụp hình này kia là Peter sẽ dùng cái này quay. Ok. Cộng với lại bỏ cái microphone lên nữa là sẽ là quay. Nó cũng work luôn. Đẹp luôn. Cái microphone này nó sẽ work với cái này luôn. Là tại vì cái cục mà receiver đang gắn ở trên cái máy đó, gắn vào đây được. Gắn vào đây được. À, ok. Đó thì rất là hay. Bây giờ sĩ cho mình mượn cái hộp này để mà giới thiệu cho các bạn một số cái chức năng của nó. Lý do tại sao Peter mua. Thứ nhất á, là cái thằng này nó có cái lens 24-200 với khẩu độ f/28, mà từ 24 tới 200 luôn, khẩu độ f/28 luôn, mà là cái lens Kazai với cái coding T-Star. Thì như các bạn biết rồi, cái lens Kazai thì là tuyệt vời rồi. Từ ngày mà Peter chụp lens Kazai tới bây giờ Peter không cần phải nhìn tới lens nào khác nữa, tại vì nó quá đẹp rồi, nó quá đã rồi. Nếu một cái hình xấu á là tại mình thôi. Ok. Cái máy này nó cho mình một cái cự ly 24 tới 200 là một cái cự ly đẹp tuyệt vời, không cần gì hơn nữa. Peter chụp xưa nãy giờ chưa bao giờ dùng hơn 200 hết, tại vì Peter không có chụp chim, cũng không chụp bird, cũng không chụp cái gì mà xa hết. Thì cái 24-200 với cái f/28 là một trong những cái lý do tại sao Peter mua cái máy này. Ok. Nhưng nó có một cái hay nữa là cái máy này nó cho mình quay phim, và trên cái ống kính này nó cho chúng ta vặn lấy khẩu bằng tay trên cái ống kính. Rất là hay. Và cái này là rất là hay để cho mình chụp hình, và mình chụp rất là nhanh. Ví dụ như nhiều khi mình chưa có ngắm vô máy hình là mình đã biết là mình dùng cái khẩu độ nào để mình chụp rồi. F8 mình vặn cái tay này cái mình chụp. Đó. Thì cái thằng này nó cho mình cái chỉnh khẩu ngay trên ống. Rất là hay. Nhưng một cái độc đáo nữa là trên cái ống này á sĩ, nó cho mình một cái nút. Cái nút này nếu mà mình kéo xuống á thì là bây giờ mình vặn khẩu á nó không kêu. Vặn khẩu này không kêu. Lý do không có click là tại vì để làm chi biết không? Để mình quay phim. Mình siết khẩu, mở khẩu một cách rất là cinematic. Cái tiếng Mỹ nó gọi là cinematic, nó không bị kêu. Nó không bị discharge cái tiếng vô cái máy này. Rất là độc đáo. Đó. Còn nếu mà mình chụp hình á thì mình bật cái nút này lên là mình chụp bình thường. Thì khi mà mình vặn á nó kêu kích này là mình biết nó vô cái khẩu như thế nào. Ok. Thì lý do Hưng chọn cái máy này, thứ nhất là cái này. Thứ hai nữa là cái máy này nó là cái hệ thống 4K, quay 4K, mà cái 4K này nó hay á là nó quay thẳng vô thẻ. Có nghĩa là chép thẳng vô cái thẻ. Còn mấy cái máy khác á hồi xưa á là mình phải mua một cái máy recorder riêng ở ngoài và mình cắm một sợi dây, mình quay nó mới vô cái đó. Bây giờ nó thâu thẳng vô đây. Ok. Đó là một trong những cái hay nữa. Nhưng cái mà hồi xưa Peter thích tính mua cái RX10, cái version 1, nhưng mà Peter không mua. Lý do là tại vì hồi xưa cái EVF á, lúc mà Peter nhìn vô cái màn hình ở trong này nè, của cái máy cũ á, cái version 1 á, Peter không có hài lòng. Tại vì á, nó có 1.5 triệu hộp à, cho nên cái hình nó không có nét. Nhưng mà bây giờ cái EVF ở trong này á, nó nâng cấp lên á, cái EVF trong này nó bằng cái thằng Anh của nó rồi. Nó bằng cái dòng A7 rồi, 2.6 million hotbox rồi. Cho nên rất là đẹp. Cho nên bây giờ mình nhìn vô cái động này sẽ rất là sạch, rất là trong. Là một cái nâng cấp rất là đáng kể. Tại vì khi mình chụp hình mà nếu mà mình nhìn vô mà mình không thấy rõ thì mình sẽ chán lắm. Nó cũng nâng cấp cái màn hình ở đằng sau luôn. Nó cũng nâng cấp cái độ phân giải của màn hình này luôn. Ok. Cái mà độc đáo thứ hai nữa trong này, quên, cái ống kính này nó có chống rung luôn nha, nó có chống rung trong ống kính luôn.
hệ thống chống rung luôn, cho nên hoàn toàn mình cầm, mình chụp, mình quay chống rung. Cái mà hay của cái này nữa là cái con sensor của máy này hiện bây giờ là một cái con sensor độc đáo nhất trong tất cả những máy luôn, có thể nói. Nó chỉ là cái con sensor 1 inch nhỏ thôi, nhưng mà cái phát minh của nó là như vậy. Nó khác với là những cái máy hồi xưa. Và lý do tại sao nó chế ra con sensor đó để mà nó quay được 4K, quay vô thẻ, không những quay 4K vô thẻ mà nó còn quay được slow motion. Nó quay lên tới 960 frame, 1000 frame nếu mà các bạn ở thế giới khác, Âu Châu thì các bạn quay lên 1000 frame. Còn ở bên Mỹ này, NTSC nó quay lên 960 frame một giây. Ok, để mà quay được 960 frame một giây thì nó cần cái gì? Nó cần cái cách mà chép vô thẻ nhanh. Thì nó phát minh ra cái con sensor. Cái con sensor hồi xưa của chúng ta nó là một cái lớp thôi ha. Ở trên này là con sensor, và lẫn lộn ở trong cái lớp con sensor đó là những cái mạch điện để mà chép cái dữ liệu vô thẻ. Nhưng bây giờ Sony nó chế ra cái con sensor mới này, nó gọi là backside illuminate, đồng thời là con sensor stack. Stack có nghĩa là chồng. Thì nó tách cái con sensor ra thành 3 phần. Cái phần đằng trước á là để nó thâu ánh sáng. Cái phần ở đằng sau á là những cái mạch điện để chép cái dữ liệu. Và cái đằng sau lưng của cái mạch điện đó là những cái con DRAM chip giống như computer mình. Thì vì nó chia ra như vậy á, ba cái lớp đó làm ba cái việc không có lẫn lộn với nhau. Hồi xưa nó phải làm trên một lớp. Thì nó làm được ba, vì nó chế ra con chip này nó làm được ba thứ. Nó giải quyết được ba cái rất là hay. Thứ nhất á là vì nó cho cái lớp mà sensor ra đằng trước á không bị đụng gì khác á, và nó là backside illuminate đó, là ánh sáng nó đi đằng sau á, cho nên á cái ISO của con này bây giờ khá hơn hồi xưa tới 2 khẩu. Tốt hơn cái cũ 2 khẩu là tại vì bây giờ nó không bị lẫn lộn và ánh sáng nó nằm riêng, nó thâu được nhiều ánh sáng hơn. Ok, cái lợi thứ hai là vì nó tách cái mạch điện ra cái trang cái layer thứ hai á, cái mạch điện á nó làm việc một mình, nó không bị lẫn lộn với cái thằng kia, vì thế cho nên nó mới thâu cái nó thâu những cái dữ liệu vô rất là nhanh, là tại vì nó có một cái layer riêng của nó. Cái thứ ba nữa là hồi xưa giờ trên tất cả những sensor chưa có con sensor nào có DRAM hết. Thằng này có DRAM. Và với DRAM ngay đằng sau á, nó thâu vô cái con RAM đó rất là nhanh, và con RAM nó đẩy vô thẻ cũng rất là nhanh luôn. Cho nên mình chụp không bao giờ hết. Mình bấm cái nút này mình chụp á, nó cứ chạy liên tục vậy đó. Cho tới khi nào cái thẻ mình nó đầy rồi nó mới ngừng thôi. Còn nếu mà cái thẻ mình không đầy, nó cứ chạy hoài. Hồi xưa với những cái máy khác, hiện bây giờ tới với những máy khác á, mình chụp mà mình bấm á, nó chạy 20 mấy 30 hình cái nó ngừng. Tại và cái đèn đằng sau nó chớp chớp đỏ là tại vì nó viết không kịp. Đúng không? Đúng, nó viết không kịp. Nó chớp khoảng chừng 30 giây xong cái hồi á, khi mà nó chớp hết rồi cái mình bấm nó chụp tiếp. Nhưng mà nếu trong lúc cái đèn nó chớp á, mình không chụp được nữa. Thật ra sĩ lúc mình pho cái máy này đó là cũng vì cái lý do là nó quay được slow motion mà tới 960 frame. Đúng. Cái đó là cái mà hiện giờ chưa có cái máy nào mà nó làm được, ngay cả những cái máy lớn kia của mình. Thằng Panasonic nó quay chỉ có được có 120 frame một second thôi. Thời buổi bây giờ cái vụ mà quay chậm này thì nó popular và nó rất là hay, thì thấy rằng nó là một trong những cái mà sẽ look and for cho cái máy này, với lại cái quality của nó để coi cái T-Star Kajai nó sẽ ra sao sau này, nên mình sẽ test vô detail nó. Nhưng mà so far thì cho đến bây giờ nó là một cái máy mà sĩ đang thích nhất là cái slow motion đó cho cái máy này. Được, sĩ nói tiếp để Hưng vô Hưng coi cái này coi nó đang quay. Chính vì cái này thì nhìn chung thì nó cầm nó vẫn nhẹ hơn là Panasonic, nên nó nhìn thấy chất lượng, nhìn rất là solid. Rất là good. Một trong những cái lý do nữa Hưng mua á, và cái điều mà Peter muốn chia sẻ với các bạn là Peter mua cái này
không phải là để thay thế cái máy A7 Mark II của Peter. Cái này chụp hình dĩ nhiên là sẽ không bằng cái thằng kia, tại vì các con sensor này có 1 inch thôi, con sensor kia full frame. Ok, full frame với 1 inch nó khác nhau rất là nhiều. Ví dụ như đây là cái con sensor full frame đi, nó bự như vậy, thì cái con sensor 1 inch nó cũng chỉ có 1/80 gì đó thôi. Cho nên với cái con sensor 1 inch thì để mình chụp hình không bằng cái kia. Nhưng mà Peter mua cái này là Peter để chụp hình. Nhưng mà cái chụp hình của Peter là nó ở trong một cái giới hạn là mình chụp hình sự kiện. Chụp hình không cần phải in lớn, mình in trong những cái kích thước nhỏ. Mình đi du lịch, mình chụp hình gia đình, mình chụp hình những cái vấn đề mà thậm chí có nhiều người dùng cái này để chụp hình đám cưới, trong những cái giai đoạn mà họ biết là họ chỉ in ra cho cô dâu chú rể những cái tấm hình vừa thôi. Họ dùng cái này hoàn toàn đẹp, hoàn toàn không có gì phải ngại hết. Trong khi những cái máy kia mình dùng cho những cái việc, ví dụ như là mình biết là mình đi săn một cái tấm ảnh, mình cần một cái chất lượng cao nhất có thể và mình về mình in, thì ok dùng cái đó. Đừng có so sánh cái này với cái đó, mỗi cái nó có một cái việc riêng của nó. Ok, lý do tuần vừa rồi Hưng mới gia đình Hưng có đám tang, thì Hưng nhờ Sĩ là một trong những người bạn thân để mà chụp hình cho cái vấn đề đó. Thì Sĩ có dùng cái Panasonic FZ1000. Thì sau khi Sĩ chụp xong, Sĩ đưa hình á, thì Hưng thấy, Peter thấy á, là hình rất là đẹp, hình chấp nhận được. Dĩ nhiên là Hưng không có in ra bằng cái bàn, không cần in ra một cái tấm hình nhỏ vậy. Ok, giữ lại làm kỷ niệm là được rồi. Thì trong những cái vấn đề đó, những cái máy bridge này á, nó hoàn toàn làm được vấn đề. Đúng, chính xác. Đúng không? Cho nên Hưng mua cái này là để đi du lịch, đi chơi gia đình, không cần phải in hình lớn, nhưng mà lúc nào nó cũng ở kế bên mình, nhỏ gọn nhẹ mà nó có cái zoom 24-200 là một cái zoom tuyệt vời. Không quá rộng mà cũng lại không quá xa. Sẵn nói đến đây sẽ nói tới cái zoom mà lúc mà cái đám cho bác đó. Cái lúc mà Hạ Nguyệt bác xuống đó, người ta không có cho mình tới gần cái Nguyệt, người ta bắt mình đứng ở một cái khoảng cách khá xa. Mà nếu mà mình không có cái máy đó thì mình lấy lại không được. Nhưng mà cái phần mà Sĩ còn chưa đưa cho Hưng là cái phần mà Sĩ dùng cái Panasonic để sử dụng cái zoom của nó để mà chỉ cấp chơi được mấy cái đó, trong khi những cái máy khác, ví dụ Sĩ bị sai đó, Sĩ chụp cái Canon đó thì cái lens nó quay angle nó bất tiện, là mình phải thay ra thay vô lens rồi mình mới lấy cái được, nhưng là những cái moment đó. Thành ra cái máy này á, thì cái dạng là cái bridge này á, nó hay cái chỗ là mình có thể dùng cho gia đình. Bây giờ từ khi mà có cái máy Panasonic thì hầu như là ba tuần nay là đi làm đó, là Sĩ không có cầm cái máy Sony nữa hay là cầm cái máy Canon nữa, nhưng mà nó chỉ là cái máy nhỏ xíu đó thôi, tại vì mình biết là trong trường hợp mà cần thiết right away, cần zoom là mình có zoom liền, đúng, cần vậy. Quay phim là mình có quay phim, đúng liền, 4K hay là slow motion đúng, là có ngay liền, đúng. Thành ra it's on there, đúng. Nhưng mà mình cần documentary thôi, mình đâu có cần phải là tới cái chất lượng cao đến khi mình chụp một cái tấm hình nào mà mình nghĩ là nó phóng lớn hay này kia nọ, là rất là setup rồi xong mình sẽ lấy cái máy, đúng vậy, mình xài đó, đúng vậy đó. Cho nên ví dụ giống như là Sĩ cũng đã nói là bây giờ nếu mà chụp cái trường hợp mình đang cần zoom lên 200, mà nếu mà mình chụp cái DSLR mà full frame á, là mình phải có cái lens 70-200. Đúng rồi, phải thì đổi mới, mình phải đổi, mà cái lens đó nó rất là nặng, sao mà mình kéo đi làm việc được. Trong khi cái này mình đeo ngay trên người, rút ra vặn lên 200 là mình chụp được. Đúng. Dĩ nhiên là không có phóng to, nhưng mà trong những cái vấn đề là mình in nhỏ là ok. Cái đó là cái lý do tại sao Hưng nghĩ, Peter nghĩ là cái máy này là một trong những cái máy thuận lợi rất là tốt và làm những cái việc mà như nãy mình mới trình bày. Một trong những cái lý do nữa là Peter nhận nhiều cái câu hỏi lắm từ nhiều người gửi vô, phụ nữ có, rồi những người làm văn phòng có, những người nói anh Peter, em muốn mua một cái máy để đi du lịch chụp hình gia đình vớ vẩn mà bao gồm hết tất cả. Thông thường xưa nay giờ Peter toàn là giới thiệu cho các bạn những cái máy mà full frame không, professional không mà giá tiền rất là mắc nữa. Nhưng mà mình ngồi mình nghĩ lại, mình nói là mình làm như vậy, mình giới thiệu như vậy á, không có đúng cho người ta. Cái yêu cầu, có nhiều người người ta yêu cầu là giới thiệu những cái máy đơn giản, dễ xài trong cái giới hạn gia đình mà vẫn làm được nhiều việc. Lý do tại sao Hưng mua cái này, Peter mua cái này là tại vì Peter muốn bắt đầu từ bây giờ trở đi giới thiệu cho những người chơi nhiếp ảnh không cần phải cao, nhưng mà những người chơi nhiếp ảnh vừa đủ
để người ta có hiểu biết để người ta mua, thì cái máy này có thể nói là một trong những cái máy